hồi thứ tư. Quan phong bật mã, lòng đâu thỏa, tên gọi Tề Thiên, dạ chẳng yên. Thái Bạch, Kim Tinh cùng Mỹ Hầu Dương ra khỏi động sâu, cùng nhau cưỡi mây lên trời. Nguyên phép cân đấu dân của Tôn Ngộ Không vô cùng nhanh chóng, chẳng ai sánh kịp. Nên Ngộ Không bỏ Kim Tinh lại sau, đến cửa Nam Thiên trước. Ngộ Không vừa định thu mây tiến vào, bị ngay Tăng Trường Thiên Dương dẫn bọn họ Bằng, họ Lưu, họ Cẩu, họ Tất, họ Đặng, họ Tân, họ Trương, họ Đào. Một đoàn thiên binh dạm dở, giác giáo gươm kiếm kích, chặn lại ở ngoài cửa, không cho vào. Hầu Dương nói, lão Kim Tinh, thật là đồ gian trá. Đã mời lão Tôn, sao lại còn cho người cầm giáo gươm chặn lại? Đang ồn ào, thì Kim Tinh cũng vừa đến. Ngộ Không đỏ mặt, tía tai, nói, lão già kia, sao lại lừa ta? Ngươi nói rằng mang chiếu chỉ chiêu an của Thượng Đế xuống mời ta, sao lại cho người chặn ta ở ngoài cửa, không cho vào? Kim Tinh cười, nói, xin Đại Vương bớt giận. Xưa nay, ngài chưa từng tới thiên đường, lại không có tên trong sổ tiên. Thiên binh lại vốn không biết ngài, lẽ nào họ để ngài tự tiện vào? Phải đợi hôm nay yết kiến Thiên Tôn, ghi tên vào sổ tiên, được phong quan chức, thì từ đó trở đi ngài mới tùy ý vào ra, không ai dám ngăn cản nữa. Ngộ Không nói, đã vậy thì thôi, ta không vào nữa. Kim Tinh lại nắm tay Ngộ Không nói, thôi thôi, ngài cùng vào với tôi. Gần đến cửa trời, Kim Tinh gọi to, thiền tướng thiền binh cửa trời này, hãy mở rộng cửa. Đây là người tiên ở hạ giới. Ta vâng lệnh của Thượng Đế mời ngài đến đây. Tăng Trường Thiên Dương cùng đoàn thiên binh đều thu binh lui ra. Lúc ấy Hầu Dương mới tin, cùng Kim Tinh thông thả bước vào. Thật là vừa lên thượng giới, mới đến thiên đình, muôn đạo hào quang lồng ráng đỏ, nghìn tầng khí đẹp, nhã mù xanh. Nhìn cửa Nam Thiên, thấy giác bằng đá lưu ly xanh thẳm, nạm bằng muôn ngọc cẩm rỡ ràng, hai bên nguyên soái cờ lộng lẫy, bốn mặt thiên thần giáo sáng choang. Đứng ngoài còn đỡ sợ, vào trong mới kinh hoàng. Cột lớn chạm long ly quấn quít, cầu ngang vẽ hạt phượng nghênh ngang. Nắng rọi chói chang ráng đỏ, trời cao mù mịt hơi lam. 33 nếp thiên cung nào hoa lạc, thái dương ngũ minh chói chang màu bạc. 72 ngôi bảo điện nào triêu vân lăng hư, linh quang rực rỡ ánh vàng. Đài Thọ Tinh hoa thơm mấy ngàn năm chẳng héo, lò luyện thuốc cỏ lạ hàng vạn kiếp xanh rờn. Lại đến trước lầu Triệu Thánh, kẻ áo lụa là tựa sao lấp lánh, người mũ phù dung như ngọc huy hoàng, hài châu trâm ngọc, thao tía đai vàng.
ba tiếng chuông ngân, tam tào dân biểu trước thềm son. Một hồi trống dục, Ngọc Hoàng triều hội cùng chữ thánh. Lại đến Linh Tiêu Bảo Điện. Thèn vàng cài cửa ngọc, chim phượng múa thềm son. Lối dọc đường ngang, chốn chốn bạc vàng trạm trổ. Rèm kia mái nọ, nơi nơi rồng phượng rập rờn. Tiên phi cầm quạt, dáng xinh đẹp. Ngọc nữ dâng khăn, sắc rất giòn. Thiên tướng đứng hầu, oai lẫm liệt. Tiên khanh hộ giá, vẻ hiên ngang. Ở chính giữa thì mâm ngọc lưu ly bày đầy ắp thuốc tiên thái ất, bình quý mã não, cánh chen nhau cây cảnh san hô. Của lạ thiên cùng đủ cả, thế gian muôn thuở từng mơ. Cửa ngọc nhà vàng chen phủ tía, hoa thơm cỏ lạ thoảng hương đưa. Ngọc thỏ lướt qua phiên triều hội, kim ô soi bóng trước thềm vua. Hầu Dương có phúc lên thượng giới, trần gian vũ sạch bụi không mờ. Kim Tinh dẫn Mỹ Hầu Dương đến ngoài điện Linh Tiêu, không chờ chiếu gọi, vào thẳng trước tòa ngự để lạy Thượng Đế. Ngộ Không đứng thẳng ở bên cạnh, không thi lễ, chỉ lắng tai nghe Kim Tinh tâu. Thần dân theo thánh chỉ, dẫn yêu tiên vào. Thượng Đế buông rèm, hỏi: đứa nào là yêu tiên? Ngộ Không chỉ cúi mình trả lời: chính lão tôn đây. Các vị tiên đều cả sợ, thất sắc nói: con khỉ giả mang kia, tại sao không cúi lại, lại dám trả lời vô lễ? Lão tôn đây. Tội thật, đáng chết, đáng chết. Thượng Đế bèn ra lệnh: Tôn Ngộ Không là con yêu tiên ở hạ giới, mới được thành thân người, chưa biết lễ nghĩa, nay ta tạm tha tội cho. Các vị tiên dục: mau lại tạ ơn đi, mau lên, mau. Ngộ Không chỉ nhìn lên, dâng một tiếng thật to. Thượng Đế truyền lệnh các vị tiên văn võ, xem coi thiếu chức quan nào để bổ dụng Tôn Ngộ Không. Vũ Khúc Tinh Quân đứng bên cạnh bước lên tâu: muôn tàu thánh thượng, ở thiên đình các cung điện nha môn đều đầy đủ chức quan, chỉ ở ngự mã giám còn đang thiếu một người trông nom. Thượng Đế ra lệnh: vậy cho Ngộ Không giữ chức bậc mã ôn. Các quan lại dục tạ ơn. Ngộ Không vẫn chỉ nhìn lên, dâng một tiếng thật to. Thượng Đế sai một đức tinh quân đưa Ngộ Không về ngự mã giám nhận việc. Lúc ấy Hầu Dương thích lắm, cùng một đức tinh quân đi ngay. Xong việc, một đức tinh quân về cung. Ở trại, Ngộ Không tập trung cả giám thừa, giám phó, điển bà, lực sĩ, các quan viên to nhỏ trong trại, hỏi han công việc. Thấy trại này chỉ có khoảng 1000 con ngựa, toàn là xích thố, truy phong, toàn giống quý. Ngày phi vạn dặm dễ như chơi, băng mây, lướt gió, thật.
thần hăng hái, giòn giả gió tung dậy đất trời. Hầu Dương kiểm tra sổ sách, đếm đủ số ngựa. Trong trại, Điển Bạ coi việc rơm cỏ đầy đủ, lực sĩ giữ việc tắm rửa, đun nấu ăn uống cho ngựa. Giám thừa giám phó, đôn đốc công việc, bật mã ngày đêm không ngủ, trông nom ngựa trại. Ban ngày còn chơi đùa được, ban đêm chăm chỉ giữ gìn. Ngựa ngủ, đánh thức cho ăn cỏ, ngựa lồng nhốt lại trong chuồng. Bầy ngựa thấy bật mã ôm là cúp tai giấm gió, nhưng ngược lại chúng được nuôi dưỡng béo tốt. Thấm thoát đã hơn nửa tháng. Một hôm rỗi việc, giám quan trong trại bày tiệc rượu, một là để đón tiếp, hai là chúc mừng bật mã ôn. Đang lúc ăn uống vui vẻ, Hầu Dương bỗng đặt chén xuống, hỏi: Bật mã ôn thuộc hàm quan nào? Mọi người thưa: Dạ chỉ có tên quan suông như vậy thôi. Hầu Dương lại hỏi: Chức quan này thuộc phẩm hàm nào? Mọi người lại đáp: Dạ chẳng thuộc phẩm hàm nào cả. Hầu Dương nói: Không có phẩm hàm thì có nghĩa là to nhất rồi. Mọi người thưa: Dạ đâu có to, mà là chưa liệt vào hàng quan. Hầu Dương ngạc nhiên hỏi: Thế nào gọi là chưa liệt vào hàng quan? Có nghĩa là hạng chót á, hạng bét á, chức quan thấp nhất á, nhỏ nhất á, chỉ có việc trông ngựa thôi mà. Thì cũng giống như ngài đây, sau khi nhận chức chăm chỉ cần cù nuôi ngựa béo tốt, thì người ta chỉ buông một lời khen là tốt. Còn như để ngựa gầy ốm thì bị khiển trách ngay. Nhất là để ngựa bị thương tích á, thì còn phải bị chuột tiền nè, bị phạt nữa đó. Hầu Dương nghe xong, bất giác trong đầu bốc hỏa, nghiến răng, căm tức nói: Thật là khinh rẻ lão Tôn quá lắm. Lão Tôn này ở động núi Hoa Quả xưng vua xưng chúa, cớ sao đánh lừa ta đến đây để nuôi ngựa? Nuôi ngựa chăn ngựa là công việc của hạng vô danh tiểu tốt tùy tiện nhỏ nhen, mà lại dám đem đãi ta hả? Không thèm làm nữa, không thèm làm nữa, ta đi đây. Đoạn Ngộ Không hừ một tiếng, đạp đổ công án, rút bảo bối trong tay ra, múa tích. Nó bỗng to bằng cái bát, uyển chuyển nhịp nhàng, ra khỏi ngự mã giám, thẳng đến cửa Nam Thiên. Thiền Bình biết Hầu Dương có tên trong sổ tiên là bậc mã ôn, không dám ngăn cản, để mặc Hầu Dương ra khỏi cửa trời. Trong chớp mắt, Hầu Dương đã từ trên mây hạ xuống, về đến núi Hoa Quả. Nhìn thấy bốn kiện tướng cùng Yêu Vương Cát Động đang luyện tập quân sĩ, bèn lớn tiếng gọi: Các con ơi, lão Tôn đã về đây. Lũ khỉ ùa cả lại, cúi đầu sụp lại, rước Hầu Dương vào động, mời lên ngôi tòa cao, bày tiệc đón rước. Chúng nói: Xin chúc mừng Đại Vương. Đại Vương ơi, Đại Vương lên trời mười mấy năm, nay vinh quy chắc thỏa lòng lắm hen. Hầu Dương nói: Ta mới ở có hơn nửa tháng, làm gì mà đã mười mấy năm? Tâu Đại Vương, ở trên trời á thì chẳng biết thời gian gì cả. Một ngày ở trên trời bằng một năm ở dưới hạ giới đó. Xin hỏi Đại Vương nha, Đại Vương làm quan đến chức gì?
Thôi, không đáng nói đâu, không đáng nói. Xấu hổ chết đi được. Thượng đế không biết dùng người. Thấy ta hình dạng như vậy, phong ta làm Bật Mã Ôn. Bật Mã Ôn là cái gì? Là nuôi ngựa. Chẳng liệt vào hàng quan nào hết á. Mới đầu ta không biết, cứ nhận chức, rồi nhỡn nhơ trong ngự mã giám. Rồi một hôm hỏi các bạn đồng liêu á, ta mới biết, chức đó là ti tiện. Lập tức lão tôn trong lòng căm tức, hất đổ bàn tiệc, không nhận chức quan, bỏ ra về liền. Lũ khỉ nói, đúng rồi, đại vương làm vua ở nơi phúc địa động núi này, được tôn trọng sung sướng biết chừng nào, tội gì phải làm thằng giữ ngựa cho người ta. Anh em ơi, mau bày tiệc rượu đi, đãi đại vương giải phiền. Đang ăn uống vui vẻ, chợt có người vào báo rằng, muôn tàu đại vương, ngoài cửa có hai độc giác quỷ vương xin được gặp. Hầu vương nói, mời vào. Quỷ vương quần áo chỉnh tề, bước vào cúi lạy. Mỹ hầu vương hỏi, các ngài đến gặp ta có chuyện gì? Quỷ vương thưa, nghe tiếng đại vương chiêu hiền đã lâu, nhưng chưa có dịp yết kiến. Nay thấy đại vương được ghi tên vào sổ trời, trở về vẻ vang, chúng tôi đến kính dâng một tấm hoàng bào đỏ chúc mừng. Mong đại vương đừng coi chúng tôi hèn hạ, thu dụng cho. Chúng tôi nguyện đem hết sức khuyển mã báo đền. Hầu vương mừng lắm, khoác hoàng bào lên người. Lũ khỉ thích chí, chia bàn lạy mừng. Hầu vương phong ngay cho hai quỷ vương làm tổng đô đốc tiên phong. Quỷ vương lạy tạ, rồi lại hỏi. Thưa đại vương, đại vương ở trên trời khá lâu, được thượng đế trao cho chức gì? Chức gì hả? Thượng đế coi khinh người hiền, phong cho ta chức Bật Mã Ôn, hạng chót. Ôi, đại vương có phép thần thông, sao lại đi chăn ngựa? Có làm tới Tề Thiên Đại Thánh cũng được á chứ. Hầu vương nghe nói thích chí quá, liền sai bốn kiện tướng. Hay quá! Nè các ngươi, hãy làm cho ta một lá cờ theo bốn chữ lớn Tề Thiên Đại Thánh, dựng cột treo lên. Từ nay trở đi, chỉ được gọi ta là Tề Thiên Đại Thánh nghe chưa? Không được gọi là Đại Vương nữa. Và truyền ngay cho Yêu Vương các động được biết. Chuyện đến đây không nói nữa. Lại nói chuyện ngày hôm sau, Thượng Đế khai triều, thấy Trương Tiên Sư dẫn các viên giám thừa giám phó ở ngự mã giám vào trước thềm son, cúi lạy tâu. Muôn tâu vạn tuế, Bật Mã Ôn mới nhận chức là Tôn Ngộ Không, nhưng hiềm chức quan nhỏ, hôm qua hắn đã bỏ thiên cung đi rồi. Lúc ấy, lại thấy ngoài cửa Nam Thiên, Tăng Trường Thiên Dương dẫn một tốp thiên binh cũng vào tâu. Bật Mã Ôn không biết lý do gì, ra khỏi cửa thiên môn đi rồi. Thượng đế nghe nói, bèn ra lệnh. Hai hàng văn võ, ai về chức nấy? Trẫm sẽ sai thiên binh đi bắt ngay con yêu quái ấy. Trong bang, Thác Tháp Lý Thiên Dương và Na Tra Tam Thái Tử bước ra, tiến lên tâu. Vạn tuế, tiểu thần tuy bất tài, nhưng xin được đi bắt con yêu quái ấy. Thượng đế cả mừng, phong ngay cho Thác Tháp Lý Thiên Dương Lý Tịnh làm hàng ma đại nguyên soái, Na Tra Tam Thái Tử làm tam đàn hải hội đại thần, lập tức điều binh xuống hạ giới. Lý Thiên Dương và Na Tra dập đầu lạy tạ, từ biệt Thượng Đế, về ngay bản cung, tập hợp ba quân, phong các đầu mục.
lấy cự linh thần làm tiên phong, ngư đổ tướng đi đoạn hậu, dược xoa tướng đốc quân, trong giây lát ra khỏi cửa Nam Thiên xuống thẳng núi Hoa Quả. Chọn nơi bằng phẳng, cắm trại, truyền lệnh cho cự linh thần khiêu chiến. Cự linh thần tuân lệnh, nai nịch chỉnh tề, cầm cây búa tuyên hoa, đến ngoài động Thủy Liêm, thấy ngoài cửa động rất nhiều yêu ma, đều là các loài lang trùng hổ báo, hoa thường múa kiếm, nhảy nhót reo hò âm ỉ. Cự linh thần quát: "Lũ nghiệt súc kia, mau báo ngay cho bậc Mã Ôn biết, ta là đại tướng trên trời, dâng lệnh thượng đế đến đây bắt hắn, bảo hắn sớm ra đầu hàng thì tránh cho lũ bay khỏi chết oan uổng." Bọn yêu quái chạy dạt vào trong động báo: "Tai họa rồi, tai họa rồi." Hầu Dương hỏi: "Tai họa cái gì?" "Muôn tâu, ngoài cửa có một vị thiên tướng gọi đến hàm quan của đại thánh và nói dần thánh chỉ của thượng đế đến bắt đại thánh, bảo sớm ra hàng thì không đụng đến tính mạng của chúng con." Hầu Dương nghe nói ra lệnh: "Đem giáp trụ ra cho ta." Bèn đội mũ kim tía, mặc áo giáp vàng, đi hài dân, tay cầm gậy như ý bịch vàng, dẫn quân ra cửa động bày trận. Cự linh thần dương mắt nhìn thấy Hầu Dương, mình mặc áo giáp vàng tươi, đầu mang mũ trụ sáng ngời kim quang, tay cầm gậy sắt bịch vàng, hài vân chân xỏ trông càng oai phong, hai mắt sáng tựa sao băng, hai tài rủ xuống bàn cùng hai vai, thần thông tài nghệ tuyệt vời, tiếng như chuông khánh đất trời vang xa. Rõ ràng bậc Mã nhà ta, mà lòng kiêu ngạo, muốn là tề thiên. Cự linh thần lớn tiếng quát: "Loài khỉ kia, có biết ta là ai không?" Đại thánh nghe tiếng vội hỏi: "Nhà ngươi là thần thiệt ở đâu? Lão tôn không thèm biết. Mau mau xưng tên ta coi." Cự linh thần nói: "Ta biết nhà ngươi là loài khỉ hồ tôn dối trá, còn nhà ngươi không biết ta hả? Ta là cự linh thiên tướng, tiên phong của cao thượng thần tiên Thác Tháp Lý Thiên Dương đây. Nay ta dâng thánh chỉ của thượng đế đến thu phục nhà ngươi. Mau mau sắm sửa hành trang đi, quy thuận mệnh trời, để tránh cho lũ súc sinh ở núi này khỏi dạ tru di. Dí bằng nói nửa lời không thì tức khắc thân thành tro bụi." Hầu Dương nghe nói cả giận: "Tên thần hèn hạ kia chớ có khua môi múa mép ngang, ta định đãi nhà ngươi một gậy chết tươi, nhưng e không có ai về báo. Nay ta tạm tha chết, cho mau quay về báo với thượng đế rằng thượng đế thật không biết dùng người. Lão tôn đây tài năng có thừa, sao dám để ta nuôi ngựa. Nhà ngươi hãy nhìn tên hiệu trên lá cờ của ta kia kìa. Nếu theo đúng tên hiệu đó phong chức cho ta, thì ta không động binh, tự nhiên trời đất hòa bình. Còn nếu không, ta sẽ đánh lên tận điện linh tiêu, thì ngai vàng của thượng đế cũng không yên được đâu." Cự linh thần nghe nói trợn mắt nhìn, quả thấy một cây cờ cao dựng ngoài cửa động, trên cột cắm lá cờ theo bốn chữ to: Tề Thiên Đại Thánh. Bèn cười nhạt nói: "Hừ, loài khỉ ngu xuẩn kia chẳng biết thời thế, dám nhận là Tề Thiên Đại Thánh hả? Hãy ném một búa của ta đây." Đoạn dùng búa bổ xuống, Hầu Dương không chút hốt hoảng dùng gậy sắt bịch vàng đón đánh. Thật là một trận tử chiến. Người nọ gậy như ý, kẻ kia búa tuyên hoa, anh hùng gặp gỡ tài cao thấp,
gậy búa giao nhau ánh chói lòa. Người nọ thần thông cũng biến hóa, kẻ kia bẻ mép lẫn ba hoa. Trổ phép phun mây và thổi gió, ra tay bảo táp với mưa sa. Hầu Dương biến hóa vô bờ bến, thiền tướng thần thông cũng chẳng tha. Gậy múa tích mù, rồng dẫn nước, búa dùng tới tấp, phượng xuyên hoa. Cự linh danh tiếng lừng thiên hạ, mà nay tài nghệ phải thua xa. Đại thánh nhẹ nhàng dùng gậy sắt, cự linh tê dại vội lui về. Cự linh thần địch không nổi, bị Hầu Dương đánh một gậy vào đầu, vội vàng giơ búa ra đỡ. Bỗng nghe rắc một tiếng, cán búa gãy làm hai đoạn, bèn bỏ chạy thoát thân. Hầu Dương cười nói: "Ê ê, đồ hèn, đồ hèn, ta tha chết cho ngươi đó, mau về báo tin đi ngang." Cự linh thần về đến cửa doanh trại, yết kiến Thác Tháp Lý Thiên Dương, quỳ xuống ấp úng tâu: Bậc Mã Ôn, quả thật là võ nghệ cao cường, thần địch không nổi, thua chạy về đây chịu tội." Lý Thiên Dương nổi giận quát: "Nhà ngươi làm nhục nhuệ khí quân ta, lôi ra chém mau." Na Tra thái tử đứng bên cạnh bước ra lạy tạ, thưa: "Xin phụ vương nguôi giận, tạm tha tội cho cự linh, đợi con mang quân ra đánh một trận xem sao đã." Thiên Dương nghe lời con, tạm thời đưa cự linh về doanh trại xét tội sau. Na Tra thái tử giáp trụ chỉnh tề bước ra ngoài doanh trại, thẳng tới động Thủy Liêm. Lúc đó Ngộ Không đang thu quân, chợt thấy Na Tra thái tử dũng mãnh xốc tới. Thái tử quả là tóc ngồi vừa chấm trán, món tóc chữa ngang vai, khôi ngô mà lanh lẹn, thanh tú lại anh tài, chính giống kỳ lân trên thượng giới, thật loài chim phượng quý trên đời. Nòi rồng chẳng nét hao phàm tục, tuổi trẻ anh hùng há kém ai, võ nghệ sáu ban thông tỏ hết, thần thông biến hóa đủ mười mươi. Ngọc Hoàng Thượng Đế vừa phong tặng, hải hội tam đàn chẳng phải chơi. Ngộ Không tiến đến gần hỏi: "Ê thằng nhóc, mày con nhà ai? Xông vào cửa nhà tao có chuyện gì hả?" Na Tra quát: "Loài khỉ yêu quái hỗn láo kia, ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Na Tra thái tử thứ ba của Thác Tháp Lý Thiên Dương, nay vâng lệnh thượng đế đến đây bắt ngươi đó." "Thái tử hả? Thái tử con nít, miệng còn hơi sữa, chưa ráo máu đầu, sao dám khoác lác vậy hả? Nè, nói cho ngươi biết nha, ta tạm tha tính mạng không thèm đánh. Ngươi hãy nhìn những chữ gì trên lá cờ của ta kìa. Đó, đọc đi, rồi về tâu với thượng đế là nếu phong cho ta quan chức ấy thì ta không động binh, tự nhiên quy thuận, nhược bằng không nghe, ta sẽ quyết đánh đến tận điện linh tiêu." Na Tra ngẩng đầu nhìn, thấy bốn chữ Tề Thiên Đại Thánh, bèn nói: "Con khỉ yêu quái kia, có mấy thần thông mà dám xưng danh hiệu như vậy? Ngươi đừng sợ, hãy nếm một đường gươm của ta đây." Ngộ Không nói: "Được, ta đứng yên đây, mặc cho ngươi chém đó." Na Tra căm giận, hét vang một tiếng biến, tức thì biến thành ba đầu sáu tay, rất hung tợn. Tay cầm sáu thứ binh khí, gươm chém yêu đao bổ yêu, dây trói yêu, chày giả yêu, quả cầu thêu, bánh xe lửa, hùng hùng hổ hổ xông vào đánh. Ngộ Không thấy thế giật mình nói: "Ai cha, thằng nhóc này
mà cũng lắm phép thuật. Chớ có vô lễ. Hãy xem thần thông của ta đây. Đại thánh bèn hô một tiếng, biến, liền biến thành ba đầu sáu tay, cầm gậy sắt bịch vàng dùng tích, và cũng biến thành ba cây gậy, sáu tay cầm ba cây gậy đánh đỡ. Trận chiến đấu thật quyết liệt, trời long đất lở. Sáu tay thái tử tuyệt vời, Mỹ Hầu Dương cũng là loài trời sinh, hai bên địch thủ kỳ phùng, bản nguyên gặp gỡ chính tông trận này. Một người dâng lệnh trời sai, một người thượng giới phen này phá tung. Gươm chém yêu sắc lạ lùng, đao bổ yêu cũng quỷ kinh thần sầu, dây trói yêu rắn quấn vào, chay giả yêu mạnh khác nào hổ lang. Bánh xe lửa lóe chói chang, quả cầu thêu vút nhịp nhàng dây quanh. Đại thánh gậy sắt múa nhanh, đón sau đỡ trước vừa rình lập mưu. Hồi lâu chưa rõ thấp cao, thái tử quyết thắng bụng nào chịu thôi. Sáu ban võ nghệ tuyệt vời, thiên biến vạn hóa nhằm người Hầu Dương. Hầu Dương chẳng sợ cười gian, gậy sắt múa tích, đánh sang không ngừng. Biến ra muôn thế tấn công, như hổ quét gió, như rồng giỡn mây. Ma Dương yêu quái đông tây, kinh hoàng đóng cửa suốt ngày chẳng ra. Đất trời gió nổi mưa sa, gươm thần gậy sắt chạm da ào ào. Một bên thiên tướng tài cao, một bên khỉ quái, phép nào có thua. Đánh nhau quyết liệt có thừa, ai thắng ai bại, hàng giờ chữa phân. Thái tử và Ngộ Không đều trổ thần thông, đánh nhau đến 30 hiệp. Sáu bàn võ nghệ của thái tử thiên biến vạn hóa, cây gậy sắt bịch vàng của Ngộ Không càng vạn hóa thiên biến. Giữa không trung như mưa trút sao xa, không phân thắng bại. Tôn Ngộ Không vốn lành tay tinh mắt, đang lúc hỗn chiến, liền nhổ một sợi lông hồ biến, lập tức biến thành một Tôn Ngộ Không giả, tay cầm gậy sắt đánh dứ Na Tra một miếng. Còn Tôn Ngộ Không thật tung người ra phía sau Na Tra, nhằm cánh tay trái, bổ xuống một gậy. Na Tra đang mãi dùng phép, nghe tiếng gậy sắt đánh gieo, vội né tránh, nhưng không kịp. Bị đánh trúng một gậy, đau quá phải tháo chạy, thu phép thuật cùng sáu thứ binh khí, thua trận chạy về. Đứng trong trận, Lý Thiên Dương đã thấy rõ tình hình, vội vàng toàn thúc quân trợ chiến. Nhưng không ngờ thái tử chạy đến trước mặt, run như cầy sấy, nói: thưa phụ vương, bậc Mã Ôn võ nghệ cao cường, pháp thuật của con cũng không đánh nổi, bị hắn đánh bị thương vào cánh tay đây nè. Thiên Dương cả sợ thất sắc, nói: hắn thần thông biến hóa như thế, làm sao thắng được. Thái tử nói: Ngoài cửa động, hắn có cắm một lá cờ, trên viết bốn chữ Tề Thiên Đại Thánh và khoác lác rằng bảo Thượng Đế phong hắn làm Tề Thiên Đại Thánh thì mọi việc xong xuôi hết, còn nếu không, hắn sẽ đánh tới Điện Linh Tiêu. Thiên Dương nói: nếu như vậy thì tạm không đánh nhau với hắn nữa, trở về Thượng Giới tàu rõ, rồi xin thêm quân dây bắt hắn cũng không muộn. Thái tử bị đau, không thể đánh nhau được, cùng với Thiên Dương về trời, tâu với Thượng Đế. Chuyện không nói nữa. Hầu Dương thắng trận quay về, Yêu Dương 72 động và 6 anh em đều đến chúc mừng. Trong động mở tiệc, ăn
ăn uống linh đình, Hầu Dương nói với sáu anh em rằng: "Tiểu đệ đã xưng là Tề Thiên Đại Thánh, anh em cũng nên xưng là Đại Thánh đi chơ." Ngưu Ma Dương bỗng nói to: "Hiền đệ nói chí phải, tôi xưng là Bình Thiên Đại Thánh." Giao Ma Dương nói: "Tôi xưng là Phục Hải Đại Thánh." Bằng Ma Dương nói: "Tôi xưng là Hỗn Thiên Đại Thánh." Sư Đà Dương nói: "Tôi xưng là Di Sơn Đại Thánh." Di Hầu Dương nói: "Tôi xưng là Thông Phong Đại Thánh." Ngẫu Nhung Dương nói: "Tôi xưng là Khu Thần Đại Thánh." Lúc đó, bảy đại thánh tự suy tôn, xưng danh hiệu, ăn uống vui vẻ, suốt một ngày mới giải tán. Lại nói Lý Thiên Dương cùng Tam Thái Tử dẫn quân tướng thẳng đến điện Linh Tiêu, tâu rằng: "Lũ thần dân thánh chỉ, mang quân xuống hạ giới thu phục Yêu Tiên Tôn Ngộ Không." Nào ngờ, nó có thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường, nên không địch nổi, mong thánh thượng điều thêm quân tiểu trừ. Thượng đế nói: "Liệu một con khỉ yêu quái tài nghệ có bao lâm mà phải thêm quân?" Thái tử tiến lại gần, tâu: "Cúi mong thánh thượng tha tội chết cho thần. Con khỉ yêu quái ấy dùng một cây gậy sắt, trước thì đánh bại cự linh thần, sau lại đánh bị thương cánh tay của hạ thần. Ngoài cửa động dựng một cây cờ, trên viết bốn chữ Tề Thiên Đại Thánh. Hắn còn nói rằng phong chức ấy cho hắn thì hắn bãi binh chịu hàng, nếu không hắn sẽ đánh lên tận điện Linh Tiêu." Thượng đế nghe nói kinh ngạc: "Con khỉ yêu ấy lại dám ngông cuồng như thế à? Các tướng hãy mau đi giết nó ngay." Lúc đó Thái Bạch Kim Tinh từ trong bàn bước ra, tâu: "Con khỉ yêu quái ấy chỉ biết dạ mồm thôi, chờ nó đâu có biết gì là lễ phép. Nay tằng quần đánh nhào với nó thì trước mắt cũng không chắc thắng được, lại bị tổn hào đó. Chi bằng thánh thượng mở lượng từ bi, xuống chiếu chiêu an, phòng cho nó làm Tề Thiên Đại Thánh. Cũng chỉ là chức suông thôi mà, có quan mà không có lộc, đó mới là thượng sách." Thượng đế nói: "Thế nào là có quan không có lộc?" Kim Tinh nói: "Danh thì tuy là Tề Thiên Đại Thánh, nhưng không cho làm gì, không cấp bổng lộc, nuôi hắn ở trong vòng trời đất, thu lấy tà tâm của hắn, khiến hắn không sinh lòng ngông cuồng. Như thế thì mai ra trời đất mới thanh bình, vũ trụ mới yên ổn được." Thượng đế nghe lời, nói: "Có lý, trẫm y theo lời tâu của Khanh." Bèn lập tức sai viết chiếu thư giao cho Kim Tinh mang đi. Một lần nữa, Kim Tinh lại ra cửa Nam Thiên, thẳng xuống động Thủy Liêm, núi Hoa Quả xem xét. Lần này khác hẳn lần trước, uy phong lẫm liệt, sát khí đăng đăng, đủ mọi loại yêu quái, con nào con nấy mang kiếm giác thường, khoa đào múa gậy, hò hét nhảy nhót. Vừa thấy Kim Tinh, chúng đã xông vào đánh. Kim Tinh nói: "Ai cha cha, các đầu mục lại đây. Phiền các chú vô báo cho Đại Thánh biết, ta là sứ giả của Thượng Đế, mang thánh chỉ xuống đây mời ngài." Lũ yêu lập tức chạy vào, báo: "Muôn tâu, ngoài động có một ông già, nói là sứ giả của Thượng Đế mang thánh chỉ xuống mời Đại Thánh đó." Ngộ Không nói: "Đến đúng lúc lắm, đúng lúc lắm.
Lần trước Kim Tinh Thái Bạch xuống mời ta lên thượng giới, tuy quan tước chẳng ra làm sao, nhưng cũng đã được một lần lên trời, biết hết đường đi lối lại ở thiên cung. Lần này xuống chắc là có hảo ý đó. Bèn truyền các đầu mục gióng trống mở cờ, dàn thành hàng ngũ đón tiếp. Đại thánh dẫn bọn khỉ đội mũ mặc giáp, ngoài khoác áo hoàng bào đỏ, chân đi hài vân, cấp tốc ra ngoài động. Ngộ Không cúi mình bái lễ, cao tiếng nói: "Mời lão tinh vào. Ây, xin ngài tha lỗi cho tôi, không kịp đón tiếp." Kim Tinh rảo bước, đi thẳng vào trong động, đứng ngoảnh mặt về phía nam, nói: "Hôm nay nói để đại thánh rõ, lần trước đại thánh không thiết chức quan nhỏ, trốn khỏi ngự mã giam, quan viên lớn nhỏ trong trại cáo tàu việc ấy về thượng đế. Thượng đế truyền lệnh rằng, phàm việc trao quan chức phải từ thấp lên cao, cớ sao lại hiềm là nhỏ. Lúc đó, có Lý Thiên Dương dẫn Na Tra xuống hạ giới, đánh nhào với đại thánh. Không ngờ, đại thánh thần thông, nên Na Tra bị thua, chạy về trời tâu rằng, đại thánh có dựng một cây cờ, muốn làm Tề Thiên Đại Thánh. Nhiều võ tướng còn toàn đánh nữa, nhưng lão đầy cố sức thanh minh, tâu xin chức ấy cho đại thánh để khỏi động binh. Thượng đế nghe theo, bởi thế lão mới đến đây mời đại thánh." Ngộ Không cười nói: "Lần trước ngài đã khó nhọc, lần này lại quá ưu ái, tôi xin cảm tạ cảm tạ. Nhưng không biết trên trời có hàm quan Tề Thiên Đại Thánh không?" Kim Tinh nói: "Lão đã tàu thượng đế chuẩn y hàm quan ấy, thì hôm nay mới dám đem thánh chỉ xuống chứ. Nếu không bằng lòng thì đại thánh cứ bắt tội lão đây là được." Ngộ Không hớn hở, cố giữ Kim Tinh lại, mở tiệc thết đãi, nhưng không được, bèn cùng Kim Tinh cởi mây lên thẳng cửa Nam Thiên. Lúc ấy, thiên binh thiên tướng đều chắp tay nghênh đón, hai người vào thẳng điện Linh Tiêu, Kim Tinh quỳ lạy tâu: "Thần dân chiếu đã dẫn bậc Mã Ôn Tôn Ngộ Không đến." Thượng đế nói: "Tôn Ngộ Không lại đây, lần này triệu nhà ngươi lên cho làm Tề Thiên Đại Thánh, quan cao cực phẩm, nhưng không được làm việc hồ đồ nghe chưa?" Hầu Dương cũng chỉ quay lên, dạ một tiếng cảm ơn. Thượng đế lập tức sai hai quan công cán họ Trương và họ Lỗ dựng ngay ở mé phải vườn Bàn Đào một tòa phủ Tề Thiên Đại Thánh. Trong phủ đặt hai ti, ti An Tĩnh và ti Ninh Thần. Trong các ti đều có tiên lại giúp việc. Lại sai Ngũ Đẩu Tinh Quân dẫn Ngộ Không đến đó nhậm chức, ban cho hai bình rượu ngự, 10 bông hoa vàng, để Ngộ Không yên tâm chí định, không làm những việc bậy bạ nữa. Ngày ngày hôm ấy, Ngộ Không cùng Ngũ Đẩu Tinh Quân đến phủ. Ngộ Không mở bình rượu cùng mọi người uống cạn. Đưa Tinh Quân về bản cung rồi, Ngộ Không lấy làm bằng lòng, thỏa mãn lắm, mừng vui hớn hở, được hưởng sung sướng ở thiên cung, không còn trở ngại gì cả. Thật là họ tên ghi rõ sổ trời, sống lâu mãi mãi, luân hồi chẳng lo. Không biết việc sau thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.